Nam mô Đức Phật nhé. Xin mời quý Phật tử chúng ta
Phật là một cái tăng, cũng như toàn thể như Nhi, như toàn thể Thứ Hạ Tử đã không và đã đang cùng với những tâm để chùa trước ở Yên Nam để thắp hương chi buồn cho cố thượng tọa giáo sư Thị Thích Thiện Minh, vị chủ chùa Đại Phước của chúng con. Xin nói gì hơn, xin cảm nhận công đức của sư tổ Thiền Sư Tăng và yêu quý Phật tử đã quan tâm đến để cùng chia bớt phần những lành đến cho cố và cố thượng tọa của tổ chức chúng con có tiền nhân. Ngày hôm nay em đây con xin đọc câu lời pháp khó con đi cùng con được mất cáo khó thượng tọa Thích Thiện Minh trên bậc Kim Đô Thiền Đức An Ni do bệnh duyên thì tòa án Thích Thiện Minh đã thị thế vô thường thu hành điện tịch vào lúc ngày lúc 17:30 ngày 21/7/2018 và ngày 9/6 năm đầu tuất ngày tổ đình Vũ Quang ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cáo phó do ngài hòa thượng Thích Thiện Nhân chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thống ký ngày 22/7/2018 giáo hội Phật giáo Việt Nam hội đồng trị sự thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/7/2018 cáo phó hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, môn đồ pháp nghiến và đệ tử tôn nhà Thích Thiết, báo tin thượng tọa Thích Thiện Minh, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên thường trực ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó giám đốc trung tâm Pali học Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, phó ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh có tổng biên tập kiêm thư ký tòa soạn tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, quản sự tổ đình Vũ Quang quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Đại Lộc Ấn Độ, chùa Đại Phước ở Myanmar, chùa Đại Hạnh ở Campuchia, chùa Đức Hòa Đồng Ô Hà Nội, chủ trì thiền viện Bồ Đề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Giác Hoàng ở tỉnh Bình Dương, thiền viện Thiện Minh tỉnh Vĩnh Long, chùa Đại Hóa tỉnh Thanh Hóa,
Vừa qua do đại duyên tự tòa đã thuận thế vô thường tu thành viên tịch. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 9 tháng 6 năm Mậu Tuất tại Tổ đình Vũ Quang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 49 tuổi, 49 năm hạ lạc 27 hạ, để nhập quan vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 10 tháng 6 năm Mậu Tuất. Kim quan thượng tọa được tôn lý tại Tổ đình Vũ Quang, địa chỉ 171 trên 10 quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ 22 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 10 tháng 6 năm Mậu Tuất. Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 15 tháng 6 năm Mậu Tuất. Sau đó thì cư lên liên quan thượng tọa về an táng tại thiền viện Thiền Minh, ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nay cáo phó do thay mặt hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Môn Đồ Pháp Viên, chủ tịch hội đồng trị sự đã đăng ký hòa thượng Thích Thiện Nhân, kính bạch chư đại đức tăng. Hôm nay chùa Đại Phước chúng con vô tình vô cùng thuộc phẩm khi tới hai tin bậc thầy của chúng con cũng như là bậc cha lành đã cùng thêm vô thường và đã an nhiên ra đi và ra đi mãi mãi. Hôm nay rất là con nhét của chư đại đức tăng và tất cả chư tăng ni và quý phật tử quan chức cùng với các bà con dân việt Việt Nam tại Myanmar đã chuyển thời gian đến chùa Đại Phước để làm lễ tưởng niệm bậc ân sư của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn thay mặt ban tổ chức của chùa xin cảm thiện và tri ân công đức phước báo của chư tôn hòa thượng chư đại tăng cùng toàn thể chư quý phật tử. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Xin nay chúng con xin cảm thiện bằng ba lễ để lễ và tri ân đến toàn thể chư tăng ni và phật tử. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hàng năm cũng mừng chúc ngày cùng chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử doanh nghiệp và có thì duyên ngày thứ nghe tầm một phút mặc niệm đến ngày thượng tọa giáo sư tiến sĩ Thích Thiện Nhân, nguyên ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban hội pháp quốc tế ban duyên đền hồi 16/21/2018. Cũng như là vào buổi này một phút mặc niệm chúng con phát tâm cầu siêu để chờ tiến đến
gia đình của cố thượng tọa giảng sư Thích Thiện Nhân. Yo, I'm not going to do that.
chị thường chùa đã ước ở thành phố Nha Môn và năm ngày an tạng. Đương thời của cái thiền cũng đã cùng với các đoàn của Liên Ma đến để giới thiệu cái mộ của chúng con vừa mới tu thành kinh tịch. Chúng con nên đặc biệt và tri ân công đức của chư quý ngài Nha Môn và Pháp Tăng Tam Bảo. Giáo sư tiến sĩ Thích Thiện Minh, chủ chùa Đại Phước, cảm nhận tri ân công đức của ngài, công đức của chư phụ đã thời gian qua đã cống hiến cho quê hương tổ quốc và nhất là cống hiến cho cộng đồng của chúng ta ở đang và làm việc ở xã Diên Ma, có một ngôi chùa Việt để sinh hoạt văn hóa Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tính là đại đức thỉnh chúng con thỉnh đại đức đại diện chư tăng để lao thờ kinh cầu siêu ngắn gọn đến cố tượng tòa giáo sư tiến sĩ Thiện Minh. Sau đó chúng con xin kính mời anh Thế Thanh đại diện bên đại sứ quán cùng tất cả doanh nghiệp đến hương tịnh hưởng niệm. Sa tan de ma man
Phật đại cũng giáng linh cổ
Phật thâm sâu
Phật đạo trước tiên thành. Hương
Việt, Cố Thượng Tọa Các Sư Tiến sĩ Thích Thiện Minh, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thu thập chương trình ngày 21/7/2018. Tiếp tục chương trình, nội dung của chúng con là thỉnh ngài Tam Tạng mở khóa quy y tiền giới Tam Bảo ngũ giới đến chư Phật tử theo nghi thức của Phật giáo nguyên thủy. Trước khi làm một cái buổi lễ thì thường có cái chương trình lễ quy y Tam Bảo. Trước khi giờ mà làm lễ nhân y tắm mưa đó thì chúng con xin giới thiệu đến toàn thể quý vị được hay biết là cái buổi lễ hôm nay là do nhóm nhân viên tháp mưa năm nay đó, thì do nhóm của câu lạc bộ Xuất Thiền câu lạc bộ Phát Tình Người đã bay từ Việt Nam sang cái trưa hôm nay để dân cúng đi nghi thức thí chủ nhân viên tháp mưa tại chùa Đại Phước thì Diệu Tâm làm
trưởng nhóm, cô nhóm câu lạc bộ ấm áp tình người, và chị hôm nay cũng có mặt cùng với các hai anh chị đang ngồi trên giữa. Với buổi lễ hôm nay được vinh hạnh là đón tiếp 5 ngày thông thuộc thấu suốt tâm tạng của Myanmar, và 5 ngày trưởng ban trị sự quận New Dragon, tức là quận của chùa của chúng ta đang ở đây, và có ngày nguyên trưởng ban trị sự quận ở tại chùa Đại Phước của chúng ta ở đây. Ngày rất là có cái công lớn cái chùa, ngày đang ngồi trước tạo hoàng cái ngày đầu tiên. Đây là ngày trưởng ban trị sự mới, và vừa rồi cũng mới về Việt Nam thăm cố thượng tọa giáo sư tiến sĩ Thích Thiện Minh Lâm Bình. Hôm nay vinh hạnh được đón tiếp toàn thể chư tăng rất là đông và đầy đủ, từ trường đại học đến thiền viện, thì dính thời gian quý báu về tham gia dự đại lễ dân y, và pháp giới hương tạm biệt ngài cố hòa thượng, cố thượng tọa giáo sư tiến sĩ Thích Thiện Minh Tân Viên Tịch, cũng vinh hạnh được đón tiếp bác Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch tập đoàn Vitalimed, một cái tập đoàn rất là lớn ở Việt Nam, cũng đang và đầu tư làm việc phát triển tại Myanmar. Vinh hạnh được đón tiếp bên ngân hàng VDB có anh Nhã làm giám đốc ngân hàng. Anh hôm nay cũng dành thời gian quý báu để đến tham dự đại lễ dân y truyền thống của chúng ta hôm nay, rất là quý, rất là trân quý. Công ty công việc thì đa đoan, rất là nhiệt liệt chào mừng toàn thể các doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng của chúng ta đang làm việc và giống như học tập tu tập ở tại Myanmar. Hôm nay cũng những thời gian quý báu đến thắp nén hương tiễn tiền và bậc sanh sư của chúng tôi, và tham dự đại lễ dân y thắp mưa theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy được tổ chức hàng năm ở tại các chùa. Và trước cũng đang tổ chức mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo nhiệt liệt chào mừng. Và tiếp theo chương trình là trên tỉnh ngày Tam Tạng 15 Banh Nhá Tí Tí Linh Ba Rá, ngài sẽ truyền tam quy và ngũ giới đến cho toàn thể chư quý Phật tử của chúng ta. Saranam, Saranam, Saranam,
gacchami gacchami sangham sarvam saranam saranam gacchami gacchami dutiyambi dutiyambi buddham buddham saranam saranam gacchami gacchami dutiyambi dutiyambi dhammam dhammam saranam saranam gacchami gacchami dutiyambi dutiyambi sangham sangham saranam saranam gacchami gacchami tatiyambi tatiyambi buddham buddham saranam saranam gacchami gacchami tatiyambi tatiyambi dhammam dhammam saranam saranam gacchami gacchami tatiyambi tatiyambi sangham sangham saranam saranam gacchami gacchami panatipata panatipata viramani viramani saikhavaram saikhavaram samadhiyami samadhiyami adinadana adinadana viramani viramani saikhavaram saikhavaram samadhiyami samadhiyami kamesu kamesu mejjajara mejjajara viramani viramani saikhavaram saikhavaram samadhiyami samadhiyami musavara musavara viramani viramani saikhavaram saikhavaram samadhiyami samadhiyami sura